Rồi hôm qua em cũng có quay clip về dây điện tháo máy photo. Thì hôm nay tiếp tục là xả ra cái bao này để bán sỉ cho một cái anh khách. Đó, ảnh yêu cầu quay rõ cho ảnh xem những cái loại có trong đây và bán giá sỉ. Thì sỉ thì em sẽ sỉ từ 10 kg trở lên nha. Lẻ thì vẫn là 150 một ký cộng với phí ship. Phí ship chậm thì 15 ngàn một ký thôi. Đó, nó hơi chậm hơn bình thường xíu. Nhưng mà nó rất rẻ. Rồi, còn ai mà mua từ 5 kg cũng được nữa, 5 kg hoặc là 10 kg trở lên thì cứ liên hệ em. Em sẽ báo giá tốt hơn giá bán lẻ nha. Thì này nó nhiều kích thước với lại chiều dài nó cũng không có giống nhau nha. Ví dụ cái này là một bó dây của nó nè. Một bó nó thì có thể dài khoảng 5 tấc, có thể dài khoảng 1 mét. Nhưng mà cũng có những cái chỉ 2-3 tấc thôi. Đó. Thì chủ yếu dây này là mình dùng để câu mạch cho mấy anh hàng điện tử đó. Câu vi mạch hay là gì đó. Xe điện đồ các thứ đó. Nó không phải là dài hết. Đó. Nhưng mà cái loại này là đồng mạ niken. Nó rất là tốt. Nó dẫn tín hiệu không bị nhiễu ha. Đó, rất là nhiều. Có những cái loại này mọi người cũng hay dùng tới nè, tại vì nó có màu, nó màu màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu nâu, thì để họ phân biệt đâu là dây dương, đâu là dây âm, đâu là dây tín hiệu, ví dụ vậy. Đó. Còn những người mà câu vi mạch hoặc đèn led á, thì họ chỉ câu từ điểm A qua điểm B thôi, thì họ chỉ cần sợi dây là ok là được rồi, không cần màu. Nói chung thì em sẽ bán lộn xộn đó, dây bự có, nhỏ có, dây màu có, dây ngắn, dây dài, cái gì cũng có hết trơn. Nói chung là bán lộn xộn là 150 một ký bán lẻ, còn sỉ thì liên hệ em để có giá tốt. Còn muốn phân biệt, muốn lấy chỉ nhỏ không hoặc là to không có luôn. Đây là những loại to hơn này nè. Này là 2 2 3 2 mm, 2 2 rưỡi, 3 gì đó. Bao nhiêu AW đó? 14 AWR. Thì cái này cũng được một mớ. Đó. Rất là ít, cái loại bự này rất là ít. Đa số là dây dây tín hiệu thì nó không không bự lắm, chỉ có những cái dây nguồn, những cái dây mà đi 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 điện DC trong trong máy á, nó mới cần dây to như vậy nè. Còn máy này là dây tín hiệu xử lý đó. Rồi ai làm bên đèn led hay là câu dây xe điện rồi đó, mạch điện tử liên hệ em nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị.